Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xà Bình Dững. Thì bữa nay là ngày 9 tháng 9 năm 2023. Thì bữa nay cái vườn xoài hè đang bao các bạn. Thì sẵn mình cũng quay cho các bạn xem rồi cập nhật giá xoài Đài Loan thu mua tại vườn luôn. Thì giá xoài Đài Loan thu mua tại vườn là xoài vàng là từ vàng nhất là 30, vàng nhì là 17. Mua xô thì tầm 26, 27, 28 ngàn. Tùy theo xài số đẹp mà giá nó sẽ thay đổi nha. Còn xài xanh, xanh nhất là 24 ngàn. Xanh nhì là 14 ngàn. Thì cũng tương tự thì giá xô tầm là từ 19 cho tới 22 ngàn. Đó, tùy theo cái vườn xài mà giá nó sẽ thay đổi nha các bạn. Ví dụ như khu vực nào xa cho mình quá thì giá nó thấp hơn một lai nha, lai hai lai tùy theo quãng đường đó các bạn ơi. Đây. Thì mấy cái bao bạn nhà nông cũ các bạn nhúng nước nhúng thuốc rồi sử dụng lại lần hai nha. Đang bao xài các bạn. Thằng mấy mét vậy ba? Thằng này. Thằng này mấy mét? 4 mét hả? 4 mét mấy à? Thằng này, này cỡ 4 mét rưỡi hả? 4 mét 8. Đây, thằng này 4 mét 8 nha các bạn. Cây này mấy vuông? 3 vuông. 3 vuông. Thì cũng có một số bạn hỏi mình cây này sắc này mới vuông. Đó. 48 3 vuông nha, cũng có cây lùng hơn. Đây, cây này 3 mét nha. Hai cọng dây hai bên nè. Hai dây chằng hai bên. Cây này cả 3 mét rưỡi hả? Cây này 4 mét. 3 mét, 4 mét, 48. Bao tùy theo cái vườn mà đem than các bạn. Thì bữa nay đổi bao với bao được hai người thôi các bạn, còn hai người nữa thì bận công chuyện này, ngày mai mới có thể tiếp tục bao được. Thì xài này bao ra trái lắm nha. Nguyên buổi sáng mà bao một cây, một cây đó cũng nhiều các bạn, cây đó cao, cây đó 7-8 mét là đi phải đi than trong thân ra, nhưng mà sáng mình đi làm mà mình không quay được nha. Thì sắt làm than là 3 vuông nha các bạn. Thì video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Mình cũng quay ngắn gọn để cập nhật giá xài thôi. Thì anh em nhà vườn nào cần bán thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên mình. Còn anh em nhà vườn hoặc đại lý nào mà muốn mua thu hoạch xoài bên mình thì cứ alo trực tiếp số điện thoại nha. Có giá sỉ cho đại lý và giá bán lẻ cho nhà vườn nha các bạn. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.